Xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Chào cả nhà. Thì lần đầu tiên là chúc cô bác anh chị cả nhà mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an ha. Thì hôm nay trò chuyện cái câu chuyện liên quan đến 331 với cô bác anh chị. Thì cái chủ đề 331 cũng đang rất là nóng, rất là hot. Thì có một cái thông tin cũng rất là đáng chú ý ha. Thì cũng có một cái anh phóng viên. Phóng viên này thì đã từng công tác tại báo của anh Nguyễn Đức Hiển. Tuy nhiên thì đưa thông tin này á, thì anh nói chung là báo pháp luật bên thành phố Hồ Chí Minh á, họ đưa tin chung chung là nói là anh phóng viên này là cụ nhà báo, cụ phóng viên của nhiều tờ báo. Tuy nhiên thì cái sự việc này nó xảy ra thì xảy ra tại cái nguyên nhân chính là coi như là anh này ảnh biết báo. Vừa đăng trên cái tờ báo pháp luật của thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Nhưng mà bên báo pháp luật thì không có nhắc rõ về nội dung này. Nhưng mà thì em đọc báo thì em cũng hay đi vòng vòng lắm. Thì vô tình đọc một cái bài báo trên báo Công an Nhân dân cũng đưa thông tin về thông tin này, nên có nhắc đến vấn đề là coi như là anh này là phóng viên của báo pháp luật, pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, là báo nơi mà anh Nguyễn Đức Hiển làm phó tổng biên tập á. Thì anh này coi như là cái việc này cũng xuất phát từ việc mà anh này có loạt bài đăng trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh luôn nha các anh chị. Thì ở đây thì cũng là liên quan đến 331 nha. Và tuy nhiên thì mình thấy là như các báo lên bài đăng bài á, thì ghi là anh này anh ra tòa rồi thì theo gọi đúng là bị cáo nha các anh chị. Nhưng mà các báo như báo của ông Nguyễn Đức Hiển đó, báo nơi mà ông Nguyễn Đức Hiển làm phó tổng biên tập đó, thì ghi là ông, kêu bằng ông, hay là có anh chị đây ha. Không biết là coi như là đây hay có anh chị. Không biết báo chí thì dùng từ không biết như thế nào nữa, mình cũng không hiểu, tại thì báo chí dùng từ phải chuẩn và phải có một cái quy chuẩn như thế nào chứ. Rồi có tờ báo thì viết là cụ phóng viên. Còn có anh chị trước đây thấy coi như là bà Nguyễn Phương Hằng á, chưa bị cơ quan chức năng mà vào cuộc xử lý mà bằng một quyết định gì hết á, thì gọi là đối tượng, gọi là bị can. Thì cũng hiểu là coi như khi một người mà ra tòa thì xử lý rồi thì phải gọi là bị cáo chứ ha, trong quá trình điều tra thì gọi là bị can chứ mới đúng chứ ha các anh chị. Đó thì cái này là mình thấy nó sao sao á. Thì liên quan đến cái vụ việc mà phóng viên cụ phóng viên Nguyễn Hoài Nam lãnh mức án 3 năm 6 tháng tù liên quan đến mà coi như là cái tội mà lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, 331 đó cô anh chị ha. Rồi cụ thể là cái thông tin này như sau. Theo cáo trạng năm 2018, ông Nguyễn Hoài Nam lúc này là phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã có loạt bài về những sai phạm tại Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam được ban biên tập duyệt đăng trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là bài viết nghi vấn quỷ đen ở Cục Đường thủy Nội địa và nhiều bài viết khác đăng ngày 1 tháng 8 2018. Sau loạt bài này, Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập tổ công tác đến báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh để xác minh. Ngày 14 tháng 8 2018, đại diện báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp tài liệu cho tổ xác minh của Bộ Giao thông Vận tải. Ngày 8 tháng 10 2018, ông Nguyễn Hoài Nam đến cơ quan cảnh sát điều tra công an Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sorry các anh chị. Đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ở thành phố Hồ Chí Minh làm việc và cung cấp các tài liệu, dữ liệu điện tử và tài liệu khác cho cơ quan cảnh sát điều tra. Tháng 10 2018, Trung tướng Trần Văn Vệ, lúc này là Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, được phân công chỉ đạo điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam. Ngày 27 tháng 6 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 50 KLDT C01-B4 và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
đề nghị truy tố đối với 3 bị can: Phạm Văn Thông, Giám đốc Ban Quản lý Dự án; Vũ Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư cùng Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam; và Trần Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam. Trong kết luận điều tra có nội dung đối với 14 cá nhân đại diện cho 16 nhà thầu, cơ quan điều tra nhận định các đối tượng này không khai nhận đã đưa tiền cho bị can Phạm Văn Thông. Nhưng căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, trong đó có kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã kết luận đúng chữ ký của 8 trên 14 cá nhân. Căn cứ tài liệu thu thập được, có cơ sở xác định có việc 14 cá nhân này đã đưa số tiền cho bị can Phạm Văn Thông. Hành vi của họ có dấu hiệu của tội đưa hối lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thấy rằng việc họ khai không đưa tiền cho bị can Thông là do tâm lý chung sợ bị pháp luật xử lý. Bản thân họ chính là nạn nhân của tệ nạn tham nhũng, là đối tượng bị các công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước nhũng nhiễu, gây phiền hà. Bản thân họ đều mong muốn có công ăn việc làm cho người lao động. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an không đặt vấn đề xử lý hình sự đối với 14 cá nhân này trong vụ án. Các anh chị thấy không? Pháp luật chúng ta cũng có cái tình trong đó ha, cũng xét cái tình. Nhiều khi có ai mà muốn đưa hối lộ đâu các anh chị ha. Nhưng mà để cho xong việc đó, trong trường hợp này đó, bên công an người ta cũng nói luôn, để tạo công ăn việc làm cho người lao động thế này kia, để xong công việc của họ được ok chân chu đó có anh chị. Nên cái việc này thì bên công an người ta vào cuộc điều tra cũng xét cái tình cái lý hay có anh chị. Đối với hành vi của ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm vì quá trình triển khai thực hiện dự án đã ủy quyền cho Trần Đức Hải, đại diện chủ đầu tư, trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, chưa đủ tài liệu chứng minh ông Hoàng Hồng Giang biết và chỉ đạo thu nhận tiền của 14 cá nhân đại diện 16 nhà thầu và nhận 5.000 USD của Phạm Văn Thông đưa cho. Ông Giang có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong quản lý điều hành tại Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam để xảy ra tham nhũng tiêu cực tại đơn vị. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xử lý nghiêm về đảng và chính quyền theo quy định đối với ông Giang. Ông Nguyễn Hoài Nam không đồng tình với kết luận điều tra. Từ đây, ông Nam liên tục có đơn thư gửi các cơ quan chức năng, gửi đại biểu Quốc hội và đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân, tố cáo Trung tướng Trần Văn Bệ và một số điều tra viên thuộc cơ quan điều tra cảnh sát điều tra Bộ Công an có hành vi bao che bỏ lọt tội phạm đối với ông Hoàng Hồng Giang và 14 cá nhân đại diện 16 nhà thầu trong vụ án. Ngày 22 tháng 11 2019, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ký quyết định số 4/QĐ-QĐ-C01 mở hoạt động mặt B5B phở, nghe không anh chị? Phân công điều tra viên tiến hành xác minh, giải quyết đơn tố cáo và có sự kiểm sát của vụ 12 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ngày 20 tháng 1 2020, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định giải quyết tố cáo số 01/QĐ-VB Cơ quan Cảnh sát điều tra B5 kết luận ông Nguyễn Hoài Nam tố cáo Trung tướng Trần Văn Bệ và một số điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an là không có cơ sở. Ngày 21 tháng 2 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có công văn số 623 với nội dung Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thụ lý giải quyết tố cáo của ông Nguyễn Hoài Nam đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục pháp luật, đúng theo quy định. Nội dung giải quyết tố cáo có căn cứ pháp luật. Sau khi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành quyết định giải quyết tố cáo, Nguyễn Hoài Nam tiếp tục có đơn gửi cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tố cáo Trung tướng Trần Văn Bệ, điều tra viên và kiểm sát viên vụ 5 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bỏ lọt tội phạm. Ngày 14 tháng 2 2020, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có công văn số 561 trả lời ông Nguyễn Hoài Nam với nội dung chưa phát hiện dấu hiệu xâm phạm tư pháp như nội dung ông Nam tố cáo, dù đơn thư đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và có kết luận đầy đủ
Nhưng Nguyễn Hoài Nam vẫn tiếp tục có đơn thư, đăng tải các bài viết tố cáo ông Trần Văn Huệ và các điều tra viên thụ lý vụ án với nội dung tướng Huệ cùng các thuộc cấp bắt tay nhau bỏ lọt cục trưởng cục đường thủy nội địa trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cục đường thủy nội địa Việt Nam năm 2018. Các bài viết trên có nhiều bình luận và chia sẻ với mục đích với những từ ngữ thô tục, thiếu văn hóa, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân ông Trần Văn Huệ cũng như uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Trước hành vi của ông Nam, Trung tướng Trần Văn Huệ và điều tra viên Trần Văn Vân lần lượt gửi đơn tố cáo Nguyễn Hoài Nam có hành vi vu khống. Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với Nguyễn Hoài Nam. Ngày 22 tháng 1 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an có văn bản gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM về việc chuyển tố giác về tội phạm của ông Trần Văn Huệ và Trần Văn Quân đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã trưng cầu giám định các bài viết trên trang Facebook cá nhân của ông Nguyễn Hoài Nam và được Sở 4T kết luận là các bài viết có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự cá nhân, vi phạm luật an ninh mạng. Ngày 2 tháng 4 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Hoài Nam để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Là 331 công an chị. Quá trình điều tra, ông Nguyễn Hoài Nam đã nhận thức được hành vi sai trái và có đơn xin được tại ngoại vì bản thân mang nhiều bệnh. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đánh giá hành vi của bị can là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới quyền lợi và lợi ích của người khác được pháp luật bảo vệ. Đó, người viết bài là Hà An. Đó. Ở đây chúng ta thì chúng ta nghe tin trên rõ ràng có anh chị nghe. Mặc dù anh này là ảnh ảnh đi tố cáo tố giác thì cũng đã được cơ quan chức năng người ta trả lời phản hồi rõ ràng rồi ha có anh chị ha. Còn anh này thì ảnh cũng một số tờ báo cũng đưa tin là nói ảnh là bức xúc. Rồi ảnh nó bức xúc vì cơ quan chức năng không nhận biết rồi anh ta mới có những cái bài viết trên trang Facebook như vậy. Vậy ở đây chúng ta đặt một câu hỏi, một vấn đề. Thì đối với cô Nguyễn Phương Hằng thì sao? Ha? Những cái đơn từ tố cáo của cô Nguyễn Phương Hằng thì đã được cơ quan chức năng thụ lý giải quyết và có phản hồi đầy đủ cho cô Nguyễn Phương Hằng hay chưa? Ha? Vậy anh Nguyễn Đức Hiển là một người cũng là dính dáng tới drama đó. Anh nghĩ sao? Ha? Về cái trường hợp một cái anh phóng viên đã từng là coi như là công tác tại tờ báo pháp luật của anh đang là lãnh đạo ở đó là phó tổng biên tập ha, với so với trường hợp của cô Nguyễn Phương Hằng thì sao ha, anh có anh chị đó em đưa ra một vấn đề đó, có anh chị có ý kiến gì thì comment bình luận ở dưới đây ha, có anh chị chúng ta comment bình luận trên tinh thần là thượng tôn pháp luật nha ha, có anh chị và mọi việc đâu còn có đó. Cái vụ việc của cô Nguyễn Phương Hằng thì mình thấy nó có rất là nhiều vấn đề ha, thì hiện nay thì cơ quan chức năng người ta đang điều tra mọi việc thì nó còn ở tòa án nữa, tòa án là mới là nơi quyết định một người có phạm tội hay không ha, có anh chị. Rồi em xin phép dừng video tại đây, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và xem video, mặc dù nói chung là cái con họng em nó giờ nó cũng còn ngứa ngứa mà nó không được tự nhiên lắm, tại em coi như là uống nước đá hơi bị nhiều, với lại hôm nay cũng có một số anh em đến chơi cũng làm vài ve nên coi như là cũng uống nước đá nữa, nó cũng bị dính hoài à, nên có gì cô bác anh chị thông cảm bỏ qua cho nha, đọc thì nó sẽ có những thiếu sót. Rồi chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video lần sau. Bye bye.